Siêu phẩm máy lọc không khí Daikin MCK55Z Đết 2023 hàng lưu kho mới 99% màng chưa dùng mọi người nhé. Ok, chào mọi người này, thì buổi sáng hôm nay bên em sẽ vừa về một con máy lọc không khí này. Con này là Daikin MCK55Z này, đết 2023 nhé, hàng lướt đấu giá nhé. Con này thì mới 99%. Tại vì sao mới 99% này mọi người nhé? Đây là màng tafu chưa dùng, chưa bóc mọi người nhé. Đấy, nguyên giấy bóng này, chưa bóc này. Đấy, màng than chuẩn Nhật chưa bóc mọi người nhé. Đấy, thì con này coi như chưa dùng. Con này là chưa dùng một tí nào luôn đấy ạ. Con này là chưa dùng một tí nào. Đây là hình thức máy, là cái màu be là cái màu rất là độc mọi người nhé. Cái màu be là màu độc nhất trong các cái con máy của đang 55 và là màu đắt nhất bên Nhật mọi người nhé. Đấy, thì con này hình thức em đang quay rất thực tế đấy, mọi người này. Nói chung hàng lướt đấu giá chưa dùng nên là rất là mới mọi người nhé. Đây ạ, con này là MCK55ZN, công suất là 72W mọi người nhé, đến 2023. Đấy, hình thức thì siêu mới luôn và cái màng lọc cho mọi người kìa. Cái màng lọc kia là chưa dùng một tí nào nhé. Bác nào mà sở hữu con này là coi như các bác bây giờ. Con này mua mới bây giờ nếu order Việt Nam tầm khoảng 9,8 triệu. 9,5 triệu, 9,8 triệu. Đấy, đợt này thì yên còn tăng rồi. Đấy, 9,5 triệu, 9,8 triệu. Mà bây giờ các bác mua một con này, giá nó rẻ hơn được vài triệu luôn đấy ạ. Đấy, bác nào có nhu cầu về con này liên hệ bên em nhé. Một chiếc duy nhất vừa cập bến cửa hàng xong, màng lọc mới tinh chưa dùng tí nào luôn. Rồi các mọi người.